Trong video ngày hôm nay, Văn sẽ chia sẻ với các bạn một cái mô hình mà Văn đã được học từ một cái chương trình đào tạo online ở nước ngoài về cái việc coaching. Thì coaching là một cái hình thức mà nó sẽ cung cấp cho những người học như Văn những cái phương pháp để Văn có thể ứng dụng những cái phương pháp đó để giúp các bạn giải quyết những cái vấn đề xung quanh cuộc sống của các bạn, như là những cái vấn đề trong công việc, những cái vấn đề trong mối quan hệ và những cái vấn đề trong sức khỏe. Thì khi tham gia một cái khóa đào tạo coaching như vậy, người ta sẽ cung cấp cho mình rất là nhiều cái công cụ để mình có thể áp dụng và giúp mọi người nhận ra cái vấn đề của mình và đưa ra những cái giải pháp để giải quyết những cái vấn đề đó. Thì trong cái video này sẽ là một cái công cụ mà Văn được học để giúp chúng ta giải quyết những cái vấn đề trong cuộc sống, mà cụ thể là nó sẽ giúp chúng ta cải thiện cuộc sống theo một cái hướng tích cực hơn. Thì trong cái video này Văn sẽ giới thiệu cho các bạn một phương pháp gọi là di chuyển sự tập trung. Nó sẽ giúp các bạn không suy nghĩ về người yêu cũ của mình nữa. Ok. Thì đây là cái mô hình Văn muốn giới thiệu với các bạn. Thì thông qua cái mô hình này, các bạn sẽ hiểu được cái nguyên nhân vì sao dẫn đến những cái hành vi của con người. Thì đầu tiên là một cái tình huống. Cái tình huống ở đây là những cái yếu tố bên ngoài chúng ta và là những cái thứ mà chúng ta hoàn toàn không thể kiểm soát được. Ví dụ như là trời mưa, đi trễ, kẹt xe, bị người yêu giận hoặc là bị sếp la. Thì đó là những cái tình huống xảy ra với cuộc sống của chúng ta và nó là những cái yếu tố bên ngoài. Và những cái yếu tố bên ngoài này á, chúng ta hoàn toàn không thể nào mà chúng ta kiểm soát nó được. Ví dụ như hôm nay các bạn chạy xe ra đường và lỡ như các bạn va quẹt một ai đó hoặc là một ai đó đụng trúng bạn, thì cái tình huống đó hoàn toàn chúng ta không có làm chủ được. Thì cái tình huống ở đây là những cái tình huống nó xảy ra ở bên ngoài của chúng ta và chúng ta không hề làm chủ được. Thì đó là cái tình huống. Cái thứ hai đó chính là suy nghĩ. Suy nghĩ ở đây đó chính là một cái câu nói hoặc là một cái dòng suy nghĩ nó xoẹt qua trong đầu của các bạn. Thì khi một tình huống nó xảy ra thì ngay lập tức có một dòng suy nghĩ nó lóe ra trong đầu của các bạn. Thì đó chính là suy nghĩ. Văn lấy ví dụ, hôm nay khi các bạn vừa mới tới công ty, các bạn đi làm, thì ngay lập tức sếp các bạn đã kêu các bạn vào phòng và la cho các bạn một trận. Thì ngay khi các bạn bị la như vậy thì lập tức có một cái luồng suy nghĩ nó chạy qua trong đầu của các bạn. Có thể là những luồng suy nghĩ như là tự nhiên sao hôm nay ông này la mình có làm gì đâu mà ông lại la mình. Hoặc là con nhỏ kia làm sai mà sao tự nhiên hôm nay ông lại đổ lỗi cho mình. Thì đó là những cái luồng suy nghĩ nó sẽ xoẹt qua trong đầu của các bạn khi các bạn gặp một cái tình huống là bị sếp la. Thì khi các bạn có những cái luồng suy nghĩ như vậy, nó sẽ sinh ra những cái cảm xúc bên trong của các bạn. Ví dụ khi các bạn có một cái luồng suy nghĩ như là rõ ràng là cái con nhỏ kia làm sai mà tự nhiên sao ổng lại la mình. Thì ngay lập tức vì cái luồng suy nghĩ đó nó sẽ sinh ra ở bên trong của các bạn một cái luồng cảm xúc tiêu cực, một luồng cảm xúc tức giận, một cái luồng cảm xúc mà oán hận một ai đó. Và khi các bạn mang cái luồng cảm xúc mà tiêu cực, tức giận này ở trong người á, rồi lỡ ngày hôm đó các bạn có một cái cuộc hẹn với khách hàng của mình, rồi các bạn lại mang cái sự tức giận này, các bạn thể hiện ra, các bạn hành động ra, các bạn biểu lộ ra với người khách của mình, thì nó lại làm cái cuộc gặp gỡ của các bạn nó tệ hơn nữa. Rồi từ cái việc mà các bạn không chăm sóc chu đáo cho khách hàng của mình, thì khách hàng của bạn lại tiếp tục feedback về cho sếp của các bạn. Rồi sếp của các bạn lại tiếp tục gọi các bạn vào la các bạn. Từ cái tình huống mà các bạn tiếp tục bị la đó thì nó lại dẫn tới những cái luồng suy nghĩ tiêu cực. Các bạn sẽ tự hỏi là vì sao mình đã nỗ lực rất là nhiều cho cái công việc này nhưng mà suốt ngày lại bị sếp la. Và các bạn lại nghĩ là ông sếp này có cái sự thiên vị với bạn. Và từ cái suy nghĩ đó nó sẽ sinh ra những cái cảm xúc tiêu cực. Và từ cái những cảm xúc tiêu cực nó sẽ sinh ra những cái hành động tiêu cực. Và cứ như vậy nó tạo thành một cái luồng, một cái vòng xoay như vậy. Và nó dẫn cái cuộc sống của bạn ngày càng tệ hơn. Thì đó là cái mô hình hành vi của con người. Và khi các bạn biết cái mô hình này nó hoạt động như thế nào rồi, các bạn sẽ có những cái cách, những cái phương pháp để cải thiện cuộc sống của mình tích cực hơn. Thì khi nhìn vào cái mô hình này, các bạn thấy là nó có 4 ô. Nhưng mà cái ô đầu tiên là cái ô tình huống. Thì tình huống là những cái thứ bên ngoài chúng ta và nó xảy ra chúng ta không hề kiểm soát được. Nhưng khi các bạn để ý một chút, đó chính là phía dưới tình huống là cái luồng suy nghĩ. Thì luồng suy nghĩ là nó thuộc về bên trong của chúng ta và nó suy nghĩ là suy nghĩ của chúng ta và chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được cái suy nghĩ của mình. Và khi các bạn bắt đầu kiểm soát được suy nghĩ của mình rồi, từ những cái suy nghĩ tiêu cực mà các bạn chuyển nó thành những cái suy nghĩ tích cực thì nó sẽ dẫn đến những cái cảm xúc tích cực. Và khi có những cái cảm xúc tích cực, nó sẽ tạo ra những cái hành động tích cực. Và khi các bạn có những cái hành động tích cực thì theo cái vòng lặp này nó sẽ khiến cái cuộc sống của bạn ngày càng tích cực hơn. Thì đó là cái lợi ích mà khi các bạn nhận biết và các bạn áp dụng được cái mô hình này vào trong cuộc sống của các bạn. Và quay lại ví dụ về cái bạn nhân viên, thì khi bạn đó bị la, thay vì bạn đó suy nghĩ và tìm những cái lý do để đổ lỗi cho sếp của mình, để đổ lỗi cho người bạn của mình, thì bạn đó hoàn toàn có thể di chuyển cái luồng suy nghĩ của mình bằng cách là tự hỏi là mình đã sai ở đâu và làm sao để mình
tìm ra được cái lỗi sai ở đó và mình tìm ra được những cái biện pháp khắc phục cái lỗi sai đó, thì từ đó cái cảm xúc ở bên trong nó sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, tích cực hơn và nó sẽ dẫn đến những cái hành động tích cực hơn. Thì đó là cái phương pháp di chuyển sự tập trung. Thay vì chúng ta cứ tập trung vào những cái luồng suy nghĩ tiêu cực thì chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được suy nghĩ của mình và di chuyển nó sang một cái hướng tập trung khác, là tập trung vào những cái luồng suy nghĩ tích cực để từ đó dẫn đến những cái cảm xúc tích cực, và từ những cái cảm xúc tích cực nó sẽ dẫn đến những cái hành động tích cực, và từ những cái hành động tích cực nó sẽ dẫn tới những cái tình huống tích cực. Vậy làm sao để chúng ta có thể áp cái mô hình này vào cái việc mà không suy nghĩ về người yêu cũ nữa? Đầu tiên là về những cái tình huống, là những cái mà chúng ta hoàn toàn không kiểm soát được. Thì sẽ có những lúc những cái cảm xúc, những cái hình ảnh, những cái suy nghĩ, những cái nỗi nhớ về người yêu cũ nó ùa về. Và khi các bạn không biết cái mô hình này á, chúng ta sẽ bắt đầu chọn cách là chúng ta sẽ gặm nhấm những cái nỗi nhớ đó, gặm nhấm những cái hình ảnh đó và bắt đầu chìm trong những cái nỗi nhớ, những cái hình ảnh, những cái cảm xúc tiêu cực về người yêu cũ của mình. Và từ đó nó sinh ra những cái hành động tiêu cực. Có thể là các bạn sau khi các bạn nhớ về người yêu cũ của mình, các bạn đắm chìm trong cái nỗi nhớ, nỗi buồn khi nghĩ về người yêu cũ, thì nó sẽ sinh ra những cái cảm xúc tiêu cực. Và khi nó sinh ra những cái cảm xúc tiêu cực á, nó sẽ dẫn tới những cái hành động tiêu cực. Có thể vì hôm đó các bạn buồn quá, các bạn lại có những cái lời không hay với những cái người thân bên cạnh mình, những cái người mà bạn bè của mình, và từ những cái hành động không hay đó nó dẫn tới những cái tình huống tiêu cực nó xảy ra. Như là có thể là người bạn thân của bạn khi nghe những cái lời đó họ bị tổn thương và họ bắt đầu họ ít nói lại với bạn, thì các bạn lại có cái luồng suy nghĩ là cái người này nó thay đổi rồi, họ không còn như trước nữa. Và bạn bắt đầu có những cái suy nghĩ nghi ngờ về người bạn của mình. Và từ những cái suy nghĩ tiêu cực đó nó sẽ dẫn tới những cái cảm xúc tiêu cực. Và từ những cảm xúc tiêu cực nó lại tiếp tục dẫn tới những hành động tiêu cực. Và cứ như vậy, nó tạo thành những cái vòng lặp như vậy. Và càng ngày các bạn lại tự làm cuộc sống của mình nó đi xuống. Còn trong khi đó, người yêu cũ của bạn thì càng ngày càng tích cực, càng ngày càng phát triển. Thì nó lại tạo ra cái khoảng cách ngày càng xa giữa bạn và người yêu cũ của bạn. Thì quay lại với cái mô hình này, rõ ràng á là những cái ký ức, những cái hình ảnh, những cái nỗi nhớ về người yêu cũ khi nó ùa về với các bạn hoàn toàn không kiểm soát được. Nhưng cái mà chúng ta có thể kiểm soát được đó là suy nghĩ ở bên trong của chúng ta. Khi các bạn biết về cái mô hình này á, thì bên trong của các bạn sẽ hình thành được một cái nhận thức, đó là tôi có thể kiểm soát được suy nghĩ của mình. Và ngay cái khoảnh khắc mà hình ảnh của người yêu cũ nó ùa về và ngay lập tức các bạn nhận biết được à, tôi đang nhớ về người yêu cũ nè, thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn: một là các bạn đắm chìm vào nó và nó sẽ tiếp tục tạo ra những cảm xúc tiêu cực cho bạn; hai, các bạn có thể di chuyển sự tập trung của mình qua một cái điều gì đó nó tích cực hơn. Vẫn lấy ví dụ, khi mà ký ức về người yêu cũ của các bạn ùa về và các bạn nhận thức được điều đó, à, nó đang ùa về nè, thì các bạn hãy ngay lập tức các bạn di chuyển cái luồng suy nghĩ, di chuyển cái sự tập trung của mình vào một cái việc khác. Các bạn có thể mở cái chương trình hài lên các bạn xem, hoặc các bạn có thể gọi điện, nói chuyện với bạn bè của mình, hoặc các bạn thay đồ, các bạn đi vào phòng tập gym, các bạn tập. Và nhờ cái việc mà các bạn di chuyển sự tập trung của các bạn qua những hành động khác như vậy á, thì nó sẽ giúp các bạn không còn nghĩ về người yêu cũ nữa. Thì đó là phương pháp di chuyển sự tập trung. Các bạn phải biết là cái suy nghĩ của chúng ta là chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được nó, và các bạn hoàn toàn có thể đưa ra cái quyết định là tôi sẽ chìm đắm trong cái luồng suy nghĩ này, hoặc tôi sẽ suy nghĩ một cái chuyện khác tích cực hơn. Thì cái điều đó các bạn hoàn toàn trong cái tầm kiểm soát của các bạn. Và khi các bạn bắt đầu thành thạo với cái phương pháp này rồi á, thì những lúc cái suy nghĩ về người yêu cũ của các bạn ùa về á, các bạn sẽ không còn bị ảnh hưởng, không còn sinh ra những cái cảm xúc tiêu cực về người yêu cũ của mình nữa. Ở trong cái video sau á, Văn sẽ chia sẻ với các bạn về 5 phương trình năng lượng, và các bạn sẽ có thể kết hợp cái việc di chuyển sự tập trung này và 5 phương trình năng lượng. Thì mỗi khi hình ảnh của người yêu cũ ùa về với các bạn á, các bạn hãy di chuyển cái sự tập trung này sang 5 cái phương trình năng lượng. Thì điều này nó sẽ giúp các bạn vừa có thể quên đi hình ảnh của người yêu cũ và vừa có thể boost năng lượng của các bạn lên cao. Thì đó là cái hiệu quả khi chúng ta kết hợp hai phương pháp này với nhau. Và đây là những cái Văn muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Nếu các bạn có quan tâm về lực hấp dẫn, có thể nhấn vào nút đăng ký để chung bên cạnh để theo nhận những video tiếp theo của Văn.